Là một thư ký chuyên nghiệp, Gahi luôn tâm niệm rằng cần phải chôn chân làm việc chăm chỉ thì mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Cô luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc, luôn thấu hiểu và đáp ứng mọi nhu cầu của sếp mình là Dominic. Từ việc đưa son môi khi sếp bĩu môi, đến việc ngồi xổm để làm điểm tựa cho sếp khi thay giày, Gahi đều thực hiện một cách tự nguyện và chu đáo. Tuy nhiên, điều khiến Gahi lo lắng là quy định kỳ lạ của Minix, mỗi thư ký chỉ ký hợp đồng 1 năm. Hợp đồng của Gahi sắp hết hạn, đồng nghiệp cho biết hợp đồng gia hạn đã được gửi cho sếp, kết quả ra sao chỉ có thể nghe theo số phận. Khi thấy Minix cầm một tài liệu, Gahi tưởng đó là hợp đồng của mình, nhưng anh lại vứt nó vào thùng rác. Gahi vội vàng nói rằng dù trời có sập cô cũng muốn ở lại công ty. Minix nhặt lại tài liệu và nói sẽ xem xét. Thực chất, đó chỉ là giấy mời tham dự hội thao. Sự xuất hiện của Minix tại hội thao khiến mọi người ngạc nhiên. Anh thậm chí còn cùng Gahi hoàn thành cuộc thi và giành giải nhất. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Minix không thay đổi quyết định sa thải Gahi. Gahi ấm ức chất vấn tại sao thư ký trước có thể làm việc 3 năm và trở thành nhân viên chính thức, còn cô thì không. Minix nghi ngờ Gahi điều tra đời tư của mình. Gahi cảm thấy tủi thân, các thư ký khác chế giễu cô chỉ là một kẻ chạy việc vặt. Tối hôm đó, Minix nhìn thấy cuốn sổ ghi chép chi tiết lịch trình của mình trên bàn Gahi. Anh cảm động trước sự tận tâm của cô. Tuy nhiên, Gahi lại lẻn vào công ty dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, cô uống rượu với đồng nghiệp. Trong cơn say, Gahi trút hết những uất ức, thậm chí còn cầm gậy bóng chày tuyên bố sẽ đánh chết Minix. Trong khi đó, Minix đang trên du thuyền chờ bạn bè dự tiệc, không ngờ lại bị một kẻ lạ mặt đeo khẩu trang tấn công. Kẻ tấn công hung hãn, thậm chí còn rút dao ra. Minix không phải đối thủ, chỉ biết chạy trốn. Đúng lúc nguy cấp, anh nhìn thấy Gahi. Hóa ra, sau khi uống rượu, Gahi cùng đồng nghiệp đến bến tàu, nhưng mọi người đều tỉnh rượu và tìm lý do bỏ đi. Chỉ còn mình Gahi kiên quyết tìm Minix để tính sổ. Cô đang tưởng tượng cách cho đăng xuất Minix thì nghe thấy tiếng anh gọi thư ký Dung. Nhìn thấy Minix đang vật lộn với kẻ tấn công trên boong tàu, Gahi vội vàng chạy đến, dùng xương ống của món chân giò hầm đánh ngất tên kia. Minix tò mò không biết ai muốn cho đăng xuất mình, anh tháo khẩu trang của kẻ tấn công, cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng hắn ta bất ngờ tỉnh dậy, tấn công Minix và đẩy anh xuống biển. May mắn thay, Minix thoát chết nhưng lại mắc chứng mù mặt, anh không thể nhận ra khuôn mặt của người khác, mỗi khi nhìn vào ai đó, khuôn mặt họ lại thay đổi. Minix hoảng sợ, anh nhìn thấy khuôn mặt của phát thanh viên trên màn hình, của các bệnh nhân xung quanh, tất cả đều biến đổi. Lúc này, Gahi mặc áo đỏ xuất hiện trước mặt anh. Mặc dù khuôn mặt cô cũng thay đổi trong mắt Minix, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô. Minix hoảng loạn ôm lấy Gahi cầu cứu. Nghe thấy tiếng bác sĩ, Minix kéo Gahi trốn vào phòng thuốc. Đối diện với Gahi, Minix phát hiện ra khuôn mặt cô không hề thay đổi. Anh tưởng rằng mình đã khỏi bệnh nên vội vàng rời khỏi bệnh viện. Mặc dù đã bị sa thải, Gahi vẫn giữ thói quen mang theo túi đồ dùng cá nhân cho Minix. Cô đưa áo sơ mi và các vật dụng khác cho anh, sau đó đi theo anh đến đê truyền hình để quay phim. Minix không thể nhận ra thư ký của công ty và đạo diễn, may mà có Gahi ở bên cạnh nhắc nhở. Gahi định rời đi sau khi kết thúc công việc, nhưng Minix đã giữ cô lại và nói, từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, cô nhất định phải ở bên cạnh tôi. Trong sự kiện tiếp theo, nhân viên yêu cầu Minix chụp ảnh cùng với một nhóm trẻ em. Tuy nhiên, Minix không thể phân biệt được ai với ai. Trước đây, anh có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần gặp một lần là nhớ tên và khuôn mặt của người khác. Giờ đây, khuôn mặt mọi người trong mắt anh liên tục thay đổi. Anh chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của Gahi để đứng đúng vị trí. Sau khi kết thúc lịch trình, Minix vội vàng chạy vào thang máy. Thấy sếp đổ mồ hôi, Gahi lấy khăn tay lau cho anh. Nhìn Gahi, Minix nhận ra rằng chỉ có khuôn mặt của cô là không thay đổi. Sau đó, hai người đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ tấn công. Minix không tập trung, nhìn chằm chằm vào bức tranh hoạt hình trên tường. Mỗi lần chớp mắt, hình ảnh lại thay đổi. Mặc dù đã nhìn thấy khuôn mặt kẻ tấn công, nhưng giờ đây, dù hắn ta có đứng trước mặt, Minix cũng không thể nhận ra. Minix quyết định đi khám, kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể anh hoàn toàn bình thường. Rất có thể do cú ngã từ trên cao đã ảnh hưởng đến vùng nhận diện khuôn mặt, dẫn đến chứng mù mặt, căn bệnh này có thể theo anh suốt đời. Minix vô cùng tuyệt vọng, rời khỏi bệnh viện, anh đến triển lãm tranh của mẹ theo lịch trình. Anh vô tình va phải một cậu bé, khi đỡ cậu bé dậy, anh nhận thấy khuôn mặt cậu bé dần trở nên mờ nhạt. Không chỉ vậy, bức tranh chân dung người phụ nữ trên tường cũng trở nên mờ nhạt trong mắt anh. Minix cố gắng giữ bình tĩnh, tiến đến tặng hoa cho mẹ nhưng lại đi lướt qua bà. Anh nhận nhầm một người phụ nữ khác là mẹ mình và ôm chầm lấy bà ta, kết quả bị bà ta tát cho một cái vì tưởng anh là kẻ biến thái. Minix bối rối nhìn xung quanh, thấy khuôn mặt của mọi người đều nhòe nhoẹt như cháo loãng. Anh hoảng sợ bỏ chạy khỏi triển lãm, đến bệnh viện gào thét với bác sĩ, không hiểu tại sao mình lại ra nông nỗi này. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được chữa khỏi bệnh. Giữa lúc Minix đang đau khổ, anh bỗng chú ý đến Gahi. Giữa những khuôn mặt mờ nhạt, khuôn mặt của Gahi lại hiện rõ mồn một, như một sự cứu rỗi. Minix quyết định mời Gahi quay lại làm việc, bởi vì hiện tại cô là người duy nhất anh có thể nhận ra. Khi bước vào thang máy, anh chạm mặt kẻ đã tấn công mình, tên kia hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, Minix không nhìn rõ mặt hắn, tưởng nhầm là nhân viên của công ty nên đã lịch sự gọi hắn ta lại, hai người cứ thế lướt qua nhau. Minix tìm thấy Gahi, ngỏ ý muốn thuê cô lại, nhưng Gahi không muốn quay lại làm thư ký chạy việc vặt cho anh nữa. Tối hôm đó, Minix lại đến tìm Gahi. Lần này, anh hạ thấp mình, kể hết chuyện chứng mù mặt của mình. Gahi, cô là người tôi cần nhất lúc này. Ngày hôm sau khi Minix đi làm, anh phát hiện ra chỗ ngồi của Gahi hoàn toàn trống không.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác thất vọng vô cùng lớn, nhưng ai ngờ khi anh bước vào văn phòng, lại nhận được một bất ngờ lớn. Cô gái chìa tay ra và bắt tay với Min X. Min X cười rạng rỡ nắm lấy tay cô, hai người coi như đã đạt được sự đồng thuận. Sau đó, Gahi giới thiệu tài xế mới đến, đối phương chính là người đàn ông mặc đồ đen đã tấn công anh, nhưng Min X và Gahi lại hoàn toàn không biết điều đó. Min X chìm đắm trong niềm vui khi Gahi trở lại, chỉ cần có Gahi, anh có thể thoải mái như một đứa trẻ lớn. Nhưng Gahi lại muốn thay đổi, cô không còn quỳ xuống để giúp anh mang giày, làm điểm tựa cho anh nữa và yêu cầu phải làm việc đúng giờ, nghỉ ngơi vào cuối tuần. Những việc như giúp anh cho cá ăn vào cuối tuần, cô tuyệt đối sẽ không làm nữa. Cuối cùng, Gahi có thể ngẩng cao đầu, Min X tức giận nghiến răng, chỉ có thể đồng ý với những điều kiện mà cô đưa ra. Min X dần dần tiến lại gần Gahi, ép cô vào góc giá sách và đặt ra 3 điều kiện. Trong thời gian làm việc, tuyệt đối không được tiết lộ anh đang bệnh. Khi anh hồi phục, đó cũng là lúc hợp đồng giữa hai người chấm dứt. Nghe Min X nói vậy, trong lòng Gahi không dễ chịu chút nào, rõ ràng có chút không nỡ. Cô bước đi trên đường với tâm trạng không vui. Chưa kịp buồn 3 giây, nhìn thấy chiếc xe buýt chạy ngang qua, trong lòng cô dâng lên một niềm phấn khích. Đã lâu rồi cô chưa được tan làm sớm như thế này. Mỗi ngày khi chuyến xe cuối cùng kết thúc, cô vẫn còn bận rộn, chưa kể đến việc tham gia các buổi tụ tập của các thư ký. Hôm nay, thật hiếm có dịp cô được cùng mọi người tụ họp. Khi mọi người đang trò chuyện, Gahi nhìn thấy một nhóm cảnh sát quen thuộc đi về hướng công ty. Thấy vậy, Gahi lập tức quay lại công ty. Cảnh sát thông qua camera giám sát phát hiện ra kẻ mặc đồ đen đã tấn công Min X tối hôm đó lại ở cùng người bạn thân nhất của anh là Deju. Cảnh sát đưa cả Min X và Deju đến đồn để điều tra. Họ nghi ngờ đây là vụ án do người quen gây ra và Deju là nghi phạm chính. Tuy nhiên, Deju lại nói rằng tối hôm đó, anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ thư ký Lee và phải rời đi ngay lập tức. Anh định báo cho Min X biết nhưng điện thoại lại hết pin. Đúng lúc đó, kẻ mặc đồ đen đi ngang qua và mượn điện thoại của anh. Lúc đó anh hoàn toàn không biết kẻ mặc đồ đen sẽ tấn công Min X, nếu không anh đã bắt hắn lại. Lời giải thích này không thuyết phục được cảnh sát, nhưng Min X lại nói muốn bỏ qua cuộc điều tra vì anh không muốn nghi ngờ người bạn thân thiết của mình. Khi rời khỏi đồn cảnh sát, Gahi đề nghị thuê một vệ sĩ để bảo vệ Min X. Nhưng điều Min X quan tâm là việc Gahi, người luôn đòi tan làm đúng giờ, lại ở bên anh đến tận nửa đêm tại đồn cảnh sát, rõ ràng là vì lo lắng cho anh. Min X ngượng ngùng nói lời cảm ơn, Gahi nghe vậy không khỏi mỉm cười và lấy ra một chiếc gối tựa đầu mang theo để Min X dựa vào và nghỉ ngơi một chút. Khi Min X về nhà, mẹ anh hỏi tại sao trước đó ở phòng triển lãm anh lại nhận nhầm người. Min X cố gắng giải thích rằng mình đã uống quá nhiều. May mắn thay, mẹ anh không truy cứu mà đưa cho anh một bức ảnh và bảo anh đi gặp mặt một người. Đối phương là một nữ doanh nhân xinh đẹp tên là Veronica. Nhưng với Min X, anh không biết đối phương trông như thế nào. Min X không phải là con ruột của mẹ anh. Để làm hài lòng mẹ, anh chưa bao giờ làm trái ý bà. Ngày hôm sau, anh ta ném bức ảnh cho Gahi và bảo cô sắp xếp địa điểm gặp mặt. Không ngờ khi nhìn thấy bức ảnh, Gahi mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên. Hóa ra cô từng làm trợ lý cho Veronica. Người phụ nữ này quá phóng khoáng, làm việc theo ý thích của mình, thậm chí còn công khai âu yếm với đàn ông ngay trong văn phòng. Khi Gahi thông báo có điện thoại, Veronica chỉ bảo cô tự giải quyết. Gahi đành phải giả giọng Veronica để nghe điện thoại. Cô thực sự không muốn tiếp tục làm những việc như thế nên đã từ chức. Bây giờ đối diện với mệnh lệnh của Min X, Gahi giúp anh đặt chỗ tại khách sạn để gặp Veronica. Trong giờ nghỉ, Gahi gặp thư ký Lee ở phòng trà. Cô tò mò hỏi và biết rằng ngày xảy ra vụ án, thư ký Lee đã về quê, hoàn toàn không liên lạc với Deju. Gahi không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc. Ngày hôm sau, Min X đến bệnh viện tái khám. Anh tò mò vì sao mình chỉ có thể nhìn rõ mặt của Gahi. Bác sĩ giải thích có thể là vì Gahi luôn mặc cùng một bộ đồ, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí anh. Nghĩ lại thì đúng thật, từ khi quen biết đến giờ, Gahi luôn mặc chiếc áo khoác đỏ. Min X lập tức chạy về công ty và bảo cô thay bộ đồ khác. Gahi hoàn toàn không hiểu nổi, thư ký quả thật là một nghề cực hạn. Sau khi thay đồ xong, Min X háo hức nhìn nhưng lại thấy mặt cô trở nên mờ mịt. Một khi Gahi thay đổi hình ảnh, anh hoàn toàn không nhận ra cô. Min X hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng lẽ cả đời này anh không thể rời xa Gahi? Dù buồn bã nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Hôm đó là ngày hẹn hò với Veronica. Sau khi thay đồ cho Min X, Gahi tan làm, đồng nghiệp rủ cô đi bar. Một lúc ngẫu hứng, mấy người bạn quyết định trang điểm cho Gahi thành một cô nàng quyến rũ. Bất ngờ, cô nhận được cuộc gọi từ Veronica, hỏi tại sao người gặp cô lại là Deju. Cả hai đều bối rối. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện ra Veronica đã đi nhầm khách sạn. Veronica lại không chịu quay về tìm Min X, làm Gahi lo lắng không biết Min X sẽ thế nào, nên vội vàng đi tìm anh. Không ngờ, Min X hoàn toàn không nhận ra Gahi, mà thông qua trang phục, anh nhầm cô là Veronica. Anh lịch sự bắt tay và kéo ghế mời cô ngồi. Lần đầu tiên Gahi cảm nhận được sự tôn trọng từ ông chủ. Khoảnh khắc này, Gahi muốn biết Min X đối xử với những người phụ nữ khác như thế nào và muốn trải nghiệm những món ăn mà cô không bao giờ có thể ăn được. Vì thế, cô giả giọng Veronica, rất vui được gặp anh. Dù sao anh cũng không nhận ra, đồ ăn ở nhà hàng cao cấp đúng là khác biệt, đến mức tâm hồn Gahi cũng rung động. Min X tự tay rót cho cô ly rượu vang trị giá cả triệu đồng. Gahi cảm thấy hơi phấn khích quá đà, cô cố tình làm rơi cái dĩa xuống đất, anh có thể nhặt giúp tôi không? Nhưng Min X không ngốc, anh gọi phục vụ mang cái mới đến. Không nản lòng, Gahi lại làm bẩn tay mình và nhờ anh lau giúp. Min X nhận ra cô nàng này cố ý gây khó dễ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng cúi xuống trước mặt Gahi và lau tay cho cô.
Lúc này, Gahi lại cảm thấy không thoải mái, cô cắt một miếng bít tết và ăn. Đột nhiên, cô phát hiện trong món ăn có đậu phộng, mà Minix lại bị dị ứng với đậu phộng. Gahi lập tức chạy đến trước mặt anh, đưa tay hứng lấy miếng bít tết mà Minix vừa nhả ra, rồi đút nước và lau miệng cho anh một cách thuần thục. Minix ngạc nhiên tột độ, thầm nghĩ đối phương chẳng phải là tiểu thư nhà giàu sao. Gahi cũng bừng tỉnh, nhận ra mình vừa phản ứng theo thói quen, việc chăm sóc Minix đã khắc sâu vào xương tủy cô. Nhưng cô bây giờ đang đóng vai tiểu thư, làm sao có thể dùng đôi tay quý giá của mình để nhận đồ ăn mà người khác vừa nhả ra. Gahi hối hận vô cùng và thề sẽ không bao giờ làm những việc này nữa. Sau bữa ăn, cô định rời đi ngay lập tức, nhưng Minix lịch sự hỏi xe cô đậu ở đâu và có tài xế đến đón không. Gahi nhanh trí, bịa chuyện rằng tài xế nghỉ phép nên hôm nay cô không đi xe, và vì ăn quá nhiều nên muốn đi bộ về nhà để tiêu hóa. Minix nghe vậy, cũng muốn vận động nên nhất quyết đi cùng cô. Hai người đi bộ trên đường, trời bất ngờ đổ mưa. Gahi theo thói quen mở ô và nghiêng về phía Minix. Cùng lúc đó, Minix cởi áo khoác phủ lên vai cô và đẩy ô về phía cô. Gahi chợt nhớ lại, trước đây cô luôn là người bị ướt mưa, còn Minix thì luôn thản nhiên hưởng thụ. Minix nói dạ dày anh không thoải mái, Gahi kiên nhẫn xoa huyệt hổ khẩu cho anh. Không khí giữa hai người ngày càng trở nên thân mật, Gahi vội vàng gọi xe rời đi. Nhưng cô không biết rằng, Minix cảm thấy cô Veronica này rất đáng yêu, lúc thì kiêu kỳ như tiểu thư, lúc lại dịu dàng giúp anh xoa bóp, tức là anh không biết cô trông như thế nào. Tối đó, Minix lại quay trở lại công ty. Trong bóng tối, kẻ mặc đồ đen được thuê làm tài xế vẫn theo dõi từng cử động của anh. Khi anh rời đi, kẻ mặc đồ đen đeo khẩu trang và lẻn vào văn phòng của anh, lấy một chiếc USB từ ngăn kéo. Đúng lúc đó, Minix quay lại, kẻ mặc đồ đen lập tức rút dao ra. Những động tác quen thuộc này làm Minix nhớ ngay đến kẻ đã tấn công anh trước đây. Lần này, anh đã đề phòng, đánh ngã kẻ mặc đồ đen xuống đất. Trùng hợp thay, Gahi cũng quay lại văn phòng vì có việc. Chứng kiến cảnh tượng đó, cô vội vàng ngăn Minix lại, nói rằng người kia là tài xế. Kẻ đeo mặt nạ nhận ra Minix không nhận ra mình, bèn nói dối rằng bóng đèn trong văn phòng của Minix bị hỏng, anh ta đến để thay bóng đèn. Vì xung quanh quá tối nên anh ta không nhận ra Minix, mới tấn công anh. Trong lúc hai người giằng co, Minix bị thương và được đưa đến bệnh viện. Sau khi bình tĩnh lại, Minix xin lỗi kẻ đeo mặt nạ, nói rằng anh đã hiểu lầm anh ta. Gahi rời khỏi bệnh viện sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Minix. Một mình trong bệnh viện, Minix cảm thấy cô đơn. Anh bỗng nhớ đến cô nàng Veronica độc đáo, sáng hôm sau liền hỏi Gahi xin số điện thoại của Veronica, Gahi muốn phát điên lên được. Thấy sếp cứ nằng nặc đòi, Gahi đánh liều đưa cho Minix số điện thoại khác của mình. Theo cô biết, Minix là người không bao giờ chủ động liên lạc với phụ nữ. Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại reo, cô còn vô tình ấn nút nghe máy. Gahi đành phải giả giọng, Veronica Park xin nghe, cho hỏi ai vậy. Minix lấy cớ trả ô để hẹn gặp cô. Dù Gahi có từ chối thế nào thì Minix vẫn rất kiên quyết. Bất đắc dĩ, Gahi đành phải xin nghỉ nửa ngày, thay đổi tạo hình rồi đi gặp anh. Sau khi gặp mặt, Gahi phát hiện ra Minix căn bản không mang theo ô, anh chỉ đơn giản là muốn gặp cô. Cứ nghĩ đến em là tôi thấy khó chịu, cảm giác như bị khó tiêu. Lúc này, Gahi mới biết mình đã chơi lớn quá rồi, cô quay đầu bỏ chạy. Một chiếc xe lao tới, Minix không nói hai lời, kéo Gahi sang bên kia. Để dập tắt ý định của Minix, Gahi thẳng thừng nói rằng mình rất đào hoa, thay bạn trai như thay áo. Nhưng Minix không tin vào những tin đồn đó, anh chỉ tin vào cảm nhận của mình. Gahi đành phải dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để từ chối, tôi có thể cho bất kỳ người đàn ông nào cơ hội, trừ anh ra, nói xong, cô liền bỏ đi. Nhưng chưa đi được 10 mét, Gahi đã nghe thấy Minix đang gọi điện thoại, hình như có chuyện gì đó xảy ra ở công ty. Cô lấy điện thoại ra xem, hóa ra là bảo vệ của công ty đã đăng tin đồn thất thiệt trên mạng, nói rằng Minix đánh đập tài xế, còn đăng cả video lên. Nếu chuyện này đến tai hội đồng quản trị thì sẽ rất phiền phức. Nhưng hiện tại, Gahi đang đóng giả Veronica. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Gahi vẫn quyết định giúp Minix, chỉ cần tìm được người bảo vệ đó, giải thích rõ ràng mọi chuyện, yêu cầu anh ta xóa video trước khi sự việc lan rộng thì sẽ không sao. Hai người đến nhà bảo vệ chờ đợi, Gahi hỏi anh tại sao không gọi thư ký đến giải quyết. Minix cũng có chút lương tâm, anh biết mình là một ông chủ khó tính, cũng muốn để Gahi được nghỉ ngơi. Nghe vậy, Gahi cảm thấy xúc động. Trời đêm lạnh giá, Minix không nói hai lời, cởi áo khoác vest ra cho Gahi chui vào lòng mình. Thấy Gahi dịch người sang bên cạnh, Minix lại tiến sát vào cô, đặt tay cô vào nách mình để sưởi ấm. Gahi tim đập nhanh, vội vàng rút tay ra, đứng dậy. Đúng lúc Gahi đang bối rối thì người bảo vệ chậm rãi đi về phía nhà. Gahi sợ bị bảo vệ nhận ra nên đã đi trước, giao lại mọi việc cho Minix xử lý. Minix đàm phán với người bảo vệ, thấy anh đã đợi đến tận bây giờ, người bảo vệ cũng không muốn làm khó Minix, đồng ý sẽ xóa video. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ngày hôm sau, Gahi đi làm bằng xe buýt. Cô ngủ gà ngủ gật, mơ thấy chiêu sưởi ấm bằng nách của Minix, theo bản năng đưa tay vào nách của người đàn ông phía trước. Hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị. Đến công ty, Gahi cùng Minix đứng ở cửa chào hỏi các thành viên hội đồng quản trị. Suốt thời gian qua, anh đã học thuộc lòng chiều cao và kiểu tóc của từng nhân viên, như vậy, dù không nhìn thấy mặt thì anh vẫn có thể phân biệt được ai là ai. Nhưng không ngờ, video ngày hôm qua vẫn bị lan truyền, hình tượng của Minix bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cậu của anh ta vốn đã nhăm nhe công ty từ lâu, nhân cơ hội này liền đề nghị mọi người biểu quyết bãi nhiệm chức vụ chủ tịch của Minix. Minix nhìn các thành viên hội đồng quản trị, anh bất lực,
không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt họ, không biết ai là bạn, ai là thù, có bao nhiêu người đứng về phía mình. Đến lúc bỏ phiếu, Min X thầm nhẩm tính xem ai sẽ ủng hộ mình. Có tổng cộng 11 người, 5 người giơ tay ủng hộ việc bãi nhiệm Min X, Min X thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, người bạn thân nhất của anh, Deju, cũng ủng hộ việc bãi nhiệm anh. 3 năm trước, Min X từng đưa thư ký cũ đến bệnh viện tái khám. Cô thư ký không hề né tránh, đứng nghe cuộc trò chuyện giữa Min X và bác sĩ, còn cầm đơn thuốc đi đóng tiền. Sau đó, cô ta tiết lộ chuyện Min X có vấn đề về thần kinh cho người cậu của anh. Cậu của Min X nắm được thóp, công khai bí mật này trong cuộc họp bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị. Dù Min X nhiều lần giải thích rằng mình đã khỏi bệnh, nhưng không ai tin anh. Min X đã mất tư cách ứng cử do sự việc này. Giờ đây, anh lại bị chính bạn thân của mình phản bội. Mọi người đều muốn xem anh ta ra nông nỗi nào, chỉ có Gahi, sau khi biết chuyện, đã chạy đến nhà Min X vào lúc nửa đêm để động viên anh, hy vọng anh đừng từ chức. Trong mắt Gahi, Min X rất ngầu, anh sẵn sàng hạ mình cầu xin cô quay lại, cũng rất nghiêm túc ghi nhớ đặc điểm của mọi người, chủ động chào hỏi các thành viên hội đồng quản trị. Nghe vậy, Min X rưng rưng nước mắt, anh cảm động trước sự an ủi của Gahi. Ngày hôm sau, anh đã lấy lại tinh thần chiến đấu, tuyên bố với các cổ đông rằng anh từ chối từ chức, đồng thời sẵn sàng tham gia đại hội cổ đông để tất cả cổ đông quyết định số phận của anh. Sau đó, anh đưa Gahi đến ở một phòng tổng thống, biến nơi đó thành văn phòng tạm thời, đề phòng cậu của anh ta cử người theo dõi. Trong tình huống này, Min X lại nghĩ đến Veronica, nếu cô ấy gặp phải chuyện này thì sẽ làm gì? Dù Veronica là do chính cô đóng giả, nhưng Gahi vẫn cảm thấy chua xót. Người luôn ở bên cạnh Min X là cô, nhưng anh lại nhớ nhung người phụ nữ mà anh chưa từng gặp mặt. Nói xong, Min X đi ngủ, Gahi ngồi xổm bên giường, không nhịn được khuyên anh đừng thích Veronica nữa, bởi vì đó là tình yêu mà anh không bao giờ có được. Nào ngờ, gã Min X này lại giả vờ ngủ. Min X không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Veronica. Đó là một cô gái rất đáng yêu và tinh nghịch, anh thực sự muốn biết cô ấy trông như thế nào. Theo yêu cầu của Min X, Gahi nhìn mình trong gương, mắt em rất bình thường, mũi cũng rất bình thường. Càng nói, Gahi càng tự ti, làm sao cô có thể sánh bằng Veronica thật được. Khi Gahi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Min X đã ngủ say. Trong cơn mơ màng, anh tưởng Gahi là Veronica, nâng niu khuôn mặt cô, khen cô xinh đẹp. Min X tỉnh giấc, nhìn rõ người trước mặt là Gahi, hai người vội vàng tách ra. Min X cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn nhầm Gahi thành Veronica. Nói xong, Min X rời đi, nhưng phòng tổng thống cho Gahi ở, để cô nghỉ ngơi cho khỏe. Lần đầu tiên Gahi được ở khách sạn sang trọng, nhìn khung cảnh đêm bên ngoài, tâm trạng cô rất tốt. Vào đêm trước đại hội cổ đông, Min X đuổi Gahi về nhà nghỉ ngơi, tự mình ở lại phòng tổng thống, đồng thời không quên nhắc nhở Gahi nhắn tin báo bình an khi về đến nhà. Kết quả, chính anh lại bị mất ngủ vì căng thẳng. Nửa đêm, trằn trọc mãi không ngủ được, anh nằm nghiêng, nhìn thấy ảo ảnh của Gahi xuất hiện trước mặt. Anh liền gọi điện cho Gahi, đánh thức cô dậy. Min X làm nhảm, hỏi Gahi tại sao không nhắn tin báo bình an cho anh. Gahi buồn ngủ díp cả mắt, chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon. Lúc này, Min X càng thêm bất mãn, chính anh thì căng thẳng đến mức mất ngủ, còn Gahi lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Vài câu qua lại, Min X đã thành công chọc giận Gahi. Gahi ngồi bật dậy trên giường, bắt đầu cãi lý với ông chủ rảnh rỗi sinh nông nổi. Nghe thấy giọng nói đầy sức sống của Gahi, thần kinh căng thẳng của Min X bỗng chốc giãn ra, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chớp mắt đã đến ngày đại hội cổ đông. Một người không ngờ tới đã xuất hiện tại đại hội. Veronica thật sự đến. Gahi muốn phát điên. Cô cầu xin Veronica rời đi, nếu bị Min X phát hiện ra bí mật của mình thì sẽ tiêu đời. Nhưng Veronica cũng là cổ đông, lá phiếu của cô ấy có thể quyết định số phận của Min X. Vì lợi ích của sếp, Gahi không muốn Veronica rời đi nữa. Cô chỉ biết âm thầm cầu nguyện hai người đừng chạm mặt nhau. Chẳng bao lâu sau, Min X lên sân khấu phát biểu. Anh nhìn vào tài liệu trên tay, trên đó có dán tờ giấy ghi chú động viên của Gahi. Min X mỉm cười, nhìn Gahi đang ngồi dưới khán đài. Đột nhiên, anh phát hiện ra chứng mù mặt của mình đã khỏi. Anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của mọi người, bao gồm cả Gahi và người phụ nữ đứng cạnh cô. Nhưng tình trạng này chỉ kéo dài vài giây, khuôn mặt của những người bên dưới lại trở nên mờ nhạt. Min X lo lắng tột độ. Thấy Min X mãi không lên tiếng, Gahi đứng dưới khán đài làm động tác anh là tuyệt nhất để cổ vũ anh. Trái tim hoảng loạn của Min X bỗng chốc bình tĩnh lại, anh bắt đầu cuộc phản công của mình. Min X chủ động nhận tội đánh tài xế, đồng thời vạch trần những bê bối khác của các cổ đông như quấy rối nhân viên, bất kính với bảo vệ. Đây là cách mà Gahi nghĩ ra cho anh. Nếu xung quanh toàn là quạ đen, vậy thì anh cũng trở thành một con quạ đen. So với những bê bối của các cổ đông khác, việc đánh tài xế dường như trở thành chuyện nhỏ. Sau khi làm tất cả những điều này, Min X không đợi kết quả bỏ phiếu mà đưa Gahi đến biển để ăn mừng. Hôm nay anh có thể nhìn thấy khuôn mặt mọi người trong một khoảng thời gian ngắn, điều này đã đủ khiến anh vui mừng khôn xiết. Trong lúc hai người đang ăn tối tại nhà hàng bên bờ biển, họ nhận được điện thoại báo tin vui của Deju. Min X vui mừng ôm chầm lấy Gahi. Gahi giật mình, cảm thấy ngại ngùng, định rút khỏi vòng tay của anh, nhưng Min X lại kéo cô lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh nhìn thấy tất cả những nỗ lực của Gahi, không thể không cảm động. Min X đưa cho cô một phong bì, bên trong là hợp đồng lao động dài hạn. Min X thổ lộ rằng 3 năm trước, anh đã bị thư ký phản bội, từ đó về sau rất khó tin tưởng bất kỳ ai, nên mới đặt ra quy định thư ký chỉ ký hợp đồng 1 năm. Nhưng giờ đây, Gahi đã cho anh khả năng tin tưởng người khác một lần nữa.
Lúc này, Gahi tràn ngập cảm giác tội lỗi. Chuyện cô đóng giả Veronica khiến cô cảm thấy ngột ngạt, không thở nổi. Cô thăm dò hỏi Minix rằng nếu cô cũng có chuyện giấu anh thì sao? Minix nói rằng anh sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa. Đúng lúc này, Minix nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng Veronica muốn gặp anh. Minix mừng rỡ, lập tức muốn đi ngay. Gahi hoảng hốt, muốn níu kéo Minix, em muốn đi, em muốn gặp người phụ nữ đó. Gahi rơi nước mắt nhìn Minix rời đi. Minix cảm thấy cô rất lạ, nhưng vẫn quyết định đến chỗ hẹn. Gahi chọn ở lại bờ biển qua đêm, cô không dám nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Minix khi biết sự thật. Gahi ngồi một mình bên bờ biển, như thể nhìn thấy người mẹ đã khuất đang ở bên cạnh mình. Trước mặt mẹ, cô thổ lộ những cảm xúc thật của mình. Cô rất thích khoảng thời gian đóng giả Veronica, thích nhìn thấy Minix che ô cho mình, bảo vệ mình. Đó là những ưu ái mà cô chưa bao giờ được hưởng khi là thư ký. Sau khi ngồi bên bờ biển một lúc, Gahi tìm một nơi để nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện ra điện thoại không có một cuộc gọi nào. Gahi ngơ ngác, vội vàng đến công ty. Gahi lo lắng xuất hiện trước mặt Minix, chờ đợi sếp mắng mỏ. Minix nói rằng hôm qua khi anh đến nhà hàng, Veronica đã rời đi, nói rằng sẽ gọi điện cho anh sau. Minix cũng nhận được một cuộc gọi, nhưng người hẹn anh lại là bác sĩ của anh. Nói đến đây, Minix đột ngột dừng lại, để mặc Gahi đứng đó bồn chồn lo lắng, đoán xem anh rốt cuộc đã gặp Veronica hay chưa. Gahi sống trong sợ hãi cả ngày, cô không muốn tiếp tục như vậy nữa, liền từ chối hợp đồng của Minix. Minix không hiểu, chẳng lẽ có ông chủ nào trả lương cao hơn anh sao? Nghe vậy, Gahi biết ngay là Minix vẫn chưa gặp Veronica. Gahi không thể nói rõ lý do mình muốn rời đi. Minix có chút thất vọng, tưởng rằng Gahi đã chán ghét mình. Minix rất tức giận, nhưng anh phải đến bệnh viện để nói với bác sĩ rằng mình đã nhìn thấy khuôn mặt mọi người trong một khoảng thời gian ngắn. Bác sĩ kết luận rằng đó là do khi lên sân khấu, anh quá căng thẳng dẫn đến huyết áp tăng cao, khiến máu lưu thông đến dây thần kinh nhận diện khuôn mặt nhiều hơn. Ngoài ra, còn một khả năng khác, khi gặp được người mình yêu, anh cũng có thể trở lại bình thường. Minix bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, chỉ cần huyết áp tăng cao là có thể nhìn thấy khuôn mặt. Anh bắt đầu tập luyện điên cuồng, kết quả là mệt bởi hơi tai mà huyết áp mới chỉ đạt 100. Minix muốn nâng huyết áp lên 140, có lẽ uống rượu là một lựa chọn không tồi. Anh đến quán rượu, trùng hợp thay lại gặp Gahi. Hai người ngồi quay lưng vào nhau, Gahi đưa chai soju cho sếp, vô tình nhìn thấy máy đo huyết áp, tưởng rằng Minix bị huyết áp cao. Minix quay đầu lại giải thích, anh nhìn thấy khuôn mặt của Gahi. Anh từng nói rằng chỉ cần anh có thể nhìn thấy khuôn mặt mọi người, hợp đồng lao động giữa anh và Gahi sẽ chấm dứt. Nghĩ đến đây, Minix có chút không muốn khỏi bệnh nữa. Phục vụ bưng thức ăn lên, trêu chọc hai người đã quen nhau như vậy sao còn ngồi riêng. Minix vội vàng giải thích rằng hai người không quen biết nhau chút nào. Anh vẫn còn giận chuyện Gahi hủy hợp đồng. Minix uống khá nhiều rượu, nhưng huyết áp vẫn ổn định. Anh loạng choạng đứng dậy, được Gahi đỡ lấy. Gahi bất đắc dĩ đưa anh về nhà. Trên đường đi, xe bị sóc này, Minix ôm chặt lấy Gahi, anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Đưa Minix đến cửa nhà, Gahi định rời đi thì Minix níu kéo. Em nhất định phải đi sao, không thể ở lại bên tôi sao? Lý do mà Minix đưa ra là anh vẫn cần sự giúp đỡ của Gahi trong công việc. Gahi còn chưa kịp trả lời thì nhận được điện thoại của Veronica. Veronica hẹn gặp cô. Veronica đến để truy cứu trách nhiệm. Tất cả đều là do Gahi gây ra, khiến mọi người tưởng rằng cô ấy và Minix đang yêu nhau. Giờ đây, mẹ của Veronica đã giục cô ấy kết hôn, Gahi phải giải quyết chuyện này ổn thỏa. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã nghĩ ra một cách, đó là tiếp tục đóng giả Veronica để nói với Minix rằng cô ấy đã thích người khác, sau này không cần gặp lại nữa. Cô dùng một chiếc điện thoại khác nhắn tin cho Minix, hẹn anh gặp mặt. Minix vui mừng khôn xiết, anh quyết tâm lần này bằng mọi giá phải nhìn thấy khuôn mặt của Veronica. Minix trốn trong nhà vệ sinh, mặc chiếc quần legging bó sát mà bác sĩ khuyên dùng, nghe nói có thể kích thích huyết áp. Nào ngờ, anh suýt chút nữa bị cô lao công tưởng nhầm là kẻ biến thái. Minix vội vàng giải thích rằng đây là quần legging y tế, nhưng cô lao công không tin, cầm cây lao nhà tấn công anh. Minix chạy trốn khắp nơi, đến khu vực làm việc thì bị người cậu đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng mặc quần legging của anh. Gahi kịp thời xuất hiện, đưa anh về văn phòng. Nhưng họ không biết rằng người cậu đã đến nhà vệ sinh, nhặt được hồ sơ bệnh án tâm thần mà Minix quên mang theo. Vậy là Minix lại bị người ta nắm thóp. Trở lại văn phòng, Minix cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn cởi bỏ chiếc quần legging nhưng lại không thể kéo ra được. Gahi cầm kéo đến giúp. Minix vô tình cử động, tay Gahi bị cứa vào kéo. Cô cố nén đau, cắt bỏ chiếc quần legging cho Minix. Thấy Gahi bị thương, Minix tự tay dán băng cá nhân cho cô. Gahi đưa Minix đến chỗ hẹn. Không ngờ, trên đường đi trời bỗng đổ mưa, hai người cùng nhau trú mưa bên đường. Khi đối diện với Gahi, Minix phát hiện ra mình lại có thể nhìn thấy. Anh rất buồn bực, tại sao lại đúng lúc này, không thể đợi Veronica đến rồi mới khỏi bệnh sao? Gahi không biết anh đang nghĩ gì, định tìm cớ rời đi thì lại bị Minix kéo lại. Anh muốn duy trì trạng thái này trong một phút, trải nghiệm cảm giác của người bình thường. Lâu rồi không gặp, thư ký Dung. Một phút sau, Gahi khoác áo chạy đi, thay quần áo, hóa trang thành Veronica để đến gặp Minix. Nhìn Veronica đang chạy về phía mình, Minix cứ ngỡ mình có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng không ngờ huyết áp lại tụt từ 140 xuống, khuôn mặt của Gahi trong mắt anh vẫn mờ nhạt. Minix rất thất vọng, anh kéo cô gái lại,
đứng đối diện, nhưng dù có nhìn thế nào thì trong mắt anh vẫn chỉ là một mảng mờ ảo. Gahi nói rõ mục đích của cuộc hẹn, cô ấy đã có người đàn ông khác, hy vọng hai người sau này đừng gặp lại nữa. Nói xong, cô định bỏ đi, nhưng lại bị Minix kéo lại. Anh tò mò muốn biết người mà Veronica thích có đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh hay không. Gahi chỉ muốn kết thúc màn kịch này càng sớm càng tốt, bất kể Minix nói gì, cô cũng không phủ nhận. Cuối cùng, Minix đề nghị cho anh 12 tiếng để ở bên cô, nếu sau đó cô vẫn muốn rời đi thì anh sẽ không ép buộc. Lý trí mách bảo Gahi không nên đồng ý yêu cầu này, nhưng cô không thể thốt ra lời từ chối. Cô khao khát được ở bên Minix với tư cách là bạn gái, không muốn mãi mãi chỉ là một kẻ theo đuôi. Gahi quyết định thả lỏng một lần. Cô nghĩ sau 12 giờ nữa, sẽ cắt đứt hoàn toàn với Minix. Trên đường đi, Minix vô tình phát hiện trên ngón tay của Veronica có miếng băng cá nhân, giống hệt miếng mà anh đã dán cho Gahi, ngay cả vị trí vết thương cũng giống nhau. Gahi thầm than thở, đúng là sơ suất quá. Cô nhanh trí, đưa tay vào túi áo của Minix và nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi về địa điểm hẹn hò. Minix đã gọi tài xế đến đón, nghe vậy, Gahi suýt nhảy dựng lên. Nếu tài xế nhìn thấy, chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ sao? Cô vội vàng núp vào lòng Minix, bảo anh đuổi tài xế đi để họ có không gian riêng tư. Minix nghe theo lời cô, gọi điện bảo tài xế rời đi trước. Gahi lén lút thò đầu ra nhìn, thấy tài xế đã đi mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đến một cửa hàng tiện lợi, Minix pha cho cô một ly cà phê hòa tan. Gahi uống rất vui vẻ, khiến Minix không hiểu nổi tại sao cô lại thích uống cà phê hòa tan đến vậy. Trong thế giới của Gahi, cô luôn là người pha cà phê cho sếp, chưa bao giờ uống cà phê do người khác chuẩn bị cho mình. Minix hiểu ngay, cô gái trước mặt anh muốn trải nghiệm cảm giác được người khác chăm sóc. Minix lập tức sắp xếp, đưa Gahi về văn phòng của mình. Suốt dọc đường, Gahi lo lắng, nhìn quanh, sợ gặp phải đồng nghiệp và bị lộ thân phận. May mắn thay, không gặp ai và họ đến văn phòng của Minix suôn sẻ. Minix mời cô ngồi vào ghế của tổng giám đốc, tự tay lau bàn và đắp chăn cho cô. Anh còn quỳ xuống lau giày cho Gahi. Gahi cảm thấy không quen, quay người sang hướng khác. Minix hỏi cô thích kiểu đàn ông như thế nào. Gahi nhớ lại hình ảnh Minix cố gắng vượt qua khó khăn. Cô muốn đứng bên cạnh người đàn ông này, người bề ngoài có vẻ có tất cả nhưng thực chất đang chiến đấu đơn độc. Nhận ra mình nói quá nhiều, Gahi chuyển chủ đề, muốn cho cá trong văn phòng ăn. Minix thú nhận rằng cá là món quà của người cha đã khuất. Anh là con ngoài giá thú, từ nhỏ đã về sống với cha và không có ấn tượng gì về mẹ ruột. Hiện tại, trong gia đình không ai có quan hệ huyết thống với anh. Đây là lần đầu tiên Gahi nghe về câu chuyện này, cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Rời khỏi công ty, hai người quyết định đi nghỉ ngơi tại phòng sông hơi. Không ngờ trong phòng sông hơi, tất cả mọi người đều mặc đồ giống nhau. Gahi cũng chợt nhận ra điều này, tuy nhiên, Minix đã nghĩ ra cách từ trước. Anh giả vờ giúp Gahi buộc tóc và lén ghi nhớ số trên thẻ của cô. Khi Gahi đi mua nước, cô tình cờ gặp bác sĩ chuyên chữa bệnh cho Minix. Bác sĩ quay lại nói với Minix rằng thư ký của anh cũng đến đây. Minix đột nhiên sững sờ, không hiểu tại sao Gahi lại có mặt ở đây. Anh đi đến và gọi chính xác tên cô. Bị phát hiện, Gahi đành phải thừa nhận thân phận của mình. Nhưng Minix lại thấy trên tay Gahi đeo thẻ số 99, không phải là của Veronica sao? Trong lòng Gahi lẩm bẩm, Minix thật sự đã nhớ số thẻ. Cô tiếp tục nói dối rằng chiếc thẻ này là của Veronica đưa cho cô vì hai người vừa gặp nhau. Minix cảm thấy kỳ lạ nhưng không thể nói rõ được, nên anh quyết định đi xem Veronica ở phòng sông hơi. Ngay khi Minix vừa rời đi, Gahi lập tức chạy nhanh về phía phòng sông hơi, kịp vào trước khi Minix đến. Bằng khả năng đóng vai hai người, Gahi đã thành công che giấu sự thật. Minix sau đó nói về thư ký của mình, đoán rằng Gahi ghét anh nên mới từ chối ký lại hợp đồng. Mượn danh nghĩa Veronica, Gahi giải thích rằng cô muốn rời đi là vì ghét chính bản thân mình. Sau đó, hai người lại đi xem phim, không ngờ họ lại gặp Deju và Veronica thật sự. May mắn là Minix bị mù mặt nên không nhận ra ai, nhưng Gahi thì khác. Cô lén gặp Deju và cầu xin anh ta đừng tiết lộ chuyện hôm nay với Minix vì cô thật sự rất thích anh ấy. Nghe vậy, Deju đồng ý giữ bí mật. Chỉ còn 2 giờ nữa là cuộc hẹn kết thúc, họ ngồi trên đỉnh núi, định ngắm mặt trời mọc rồi rời đi. Minix hỏi Gahi liệu cô có thể cân nhắc anh không. Gahi đau lòng, không muốn làm tổn thương Minix nhưng cũng không thể mãi mãi sống với anh dưới thân phận Veronica. Thà đau một lần còn hơn đau dài, Gahi quyết định dứt khoát cắt đứt liên lạc. Nhưng khi còn chút thời gian, cô muốn làm một điều gì đó cho Minix. Không ngờ anh lại nói muốn được hôn. Gahi không từ chối. Khi Minix tiến đến gần, cô chủ động hôn anh. Khi Gahi về đến nhà, đã là sáng ngày hôm sau. Đến cửa nhà, cô phát hiện nhà mình bị trộm. Tên trộm định lấy đi chiếc laptop của cô nhưng may mắn là anh trai cô đã kịp thời ngăn lại. Dù anh ấy bị thương, Gahi vội vàng đưa anh trai đến bệnh viện. May mắn thay, anh chỉ bị thương nhẹ, làm cô cảm thấy yên tâm. Quay trở lại công ty làm việc, Gahi luôn không thể ngừng nghĩ về nụ hôn đêm qua khi đối diện với Minix. Tuy nhiên, Minix trước mặt cô lại trông buồn bã vì thất tình với Veronica. Để an ủi anh, Gahi đề nghị cùng anh uống rượu giải sầu, nhưng Minix từ chối, nói rằng anh không có hứng thú với bất cứ điều gì khi tâm trạng tồi tệ. Gahi đành phải rời đi trước. Không ngờ, khi đi qua cầu thang, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chú của Minix và Deju. Trên điện thoại của chú, cô nhìn thấy hồ sơ bệnh án thần kinh của Minix. Điều này thật nguy hiểm, chú của Minix đã nắm được điểm yếu của anh, chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để đẩy Minix khỏi vị trí tổng giám đốc. Gahi đang suy nghĩ đối sách thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Thiên Trụ.
Anh ta hỏi liệu Min X có phải không khỏe không, vì hôm ở phòng sông hơi, Min X dường như không nhận ra anh ta. Gahi nhớ lại lời Min X từng dặn, rằng về bệnh tình của anh phải giữ bí mật với mọi người. Gahi đành phải nói dối rằng hôm đó Min X đã uống khá nhiều, nên đầu óc không tỉnh táo. Nghe có vẻ hợp lý, Deju không tiếp tục truy cứu, khiến Gahi thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở lại công ty, Gahi phát hiện Min X đang buồn bã và ra ngoài có việc. Lo lắng, cô âm thầm theo sau anh, để không bị phát hiện, Gahi còn đặc biệt đổi đồ với một nhân viên vệ sinh. Min X đi đến cửa hàng tiện lợi mà họ đã hẹn hò ngày hôm trước, gọi một ly cà phê hòa tan mà cô đã từng uống, rồi đến rạp chiếu phim mà họ đã ghé qua. Gahi có thể thấy rõ Min X thật sự rất buồn. Tất cả những gì cô có thể làm là âm thầm đi theo và ở bên anh. Vài giờ trôi qua, Min X không ăn một miếng gì. Lo lắng, Gahi lấy ra một chiếc bánh sô-cô-la từ túi áo và ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú nhìn anh. Min X không nhận ra cô, chỉ nghĩ cô là một người tốt bụng. Gahi không có ý định tiết lộ thân phận, đưa bánh cho Min X và ra hiệu cho anh ăn. Min X không tiện từ chối, cảm ơn lòng tốt của cô và do dự không biết có nên ăn thức ăn từ người lạ hay không. Trong lúc suy nghĩ, Gahi ngồi gần đó, quan sát để đảm bảo anh ăn. Cuối cùng, Min X mở gói và ăn. Anh bất chợt nhớ đến lời Gahi nói, rằng khi cần bạn nhậu hay bạn ăn, cứ tìm cô. Min X gọi điện và yêu cầu được ăn món Gahi nấu, cô vui vẻ đồng ý. Sau đó, Gahi chạy nhanh về nhà, cởi áo khoác và trốn dưới chăn. Min X đến rất nhanh, Gahi đã chuẩn bị một bữa ăn với nhiều món ngon, Min X ăn rất ngon miệng. Khi nghe về việc nhà Gahi bị trộm và anh trai cô đang ở bệnh viện, Min X lo lắng và đề nghị ở lại cùng cô. Dù miệng nói từ chối, trong lòng Gahi thực sự mong muốn Min X ở lại, nhưng Min X không hiểu được ý cô và rời đi. Gahi vẫn cảm thấy sợ, khi đổ rác, cô cảm nhận có người theo dõi mình. Không do dự, cô ném túi rác vào người đó và chuẩn bị bỏ chạy thì nghe thấy tiếng Min X gọi. Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi anh rời đi, Gahi đoán rằng sếp lo lắng cho mình nên quay lại, cô không khỏi vui mừng. Hai người trở về nhà, Min X mặc đồ ngủ và bắt đầu tâm sự về nỗi nhớ Veronica, đề nghị được nắm tay Gahi khi ngủ. Gahi không biết làm sao, bởi cô chính là người đã làm Min X đau lòng. Gahi vỗ về Min X bằng cách vỗ nhẹ vào vai và ngân nga một bài hát ru. Bản thân Min X đang chìm trong đau khổ, cũng không nhận ra rằng mình đã thiếp đi lúc nào dưới giọng hát của Gahi. Gahi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người đối mặt nhau. Cả hai đều giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Trong lúc ở phòng vệ sinh, Min X vô tình nhìn thấy một đôi khuyên tai quen thuộc, giống hệt đôi khuyên mà Veronica từng đeo. Gahi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô tìm thấy một con dao dưới gầm tủ, giống hệt con dao mà kẻ tấn công Min X đã sử dụng. Vài ngày trước nhà cô vừa bị trộm, chẳng lẽ tên cướp và kẻ tấn công là cùng một người? Hai người vội vàng gọi tài xế đưa đến đồn cảnh sát, nhưng không để ý thấy vẻ mặt thay đổi của tài xế khi nhìn thấy con dao. Cảnh sát cho biết đây không phải là dao thông thường mà là loại dao thoát hiểm trên xe, thường chỉ có tài xế hoặc thợ sửa chữa mới mang theo. Min X cũng nói rằng anh đã nhìn thấy con dao tương tự trên người tài xế. Cảnh sát lập tức gửi con dao đi giám định vân tay. Đồng thời, cảnh sát hỏi họ liệu có tài liệu quan trọng nào trong máy tính của Gahi hay không, vì rõ ràng tên cướp nhắm vào chiếc máy tính đó. Gahi chợt nhớ ra chiếc USB mà Min X đưa cho cô có một tệp tin rất lạ, nhưng khi về công ty thì lại không tìm thấy chiếc USB đâu. Tối hôm đó, hai người đến dự đám tang của một đồng nghiệp. Khi bước vào hội trường, Min X nhận ra mọi người đều mặc lễ phục đen, anh hoàn toàn không thể phân biệt được ai với ai. May mắn thay, Gahi đã kịp thời đưa anh đi thay quần áo. Trong lúc vội vàng, Min X vô tình ngã vào người Gahi. Nhịp tim anh bất ngờ đập nhanh không kiểm soát, và trong khoảnh khắc đó, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt mọi người trở lại. Min X cảm thấy thật khó tin, bác sĩ từng nói rằng huyết áp chỉ tăng cao khi ở bên người phụ nữ mình yêu. Min X đang suy nghĩ về lời nói của bác sĩ thì bất chợt nhìn thấy kẻ tấn công mình trong sảnh. Anh vội vàng đuổi theo, nhưng lại gặp Veronica thật sự ở cửa ra vào. Nghe Veronica giới thiệu, Min X nhớ lại anh đã nhìn rõ đôi môi của Veronica khi hẹn hò với cô ấy, hoàn toàn khác với người phụ nữ trước mặt. Hơn nữa, Veronica còn chào hỏi anh bằng câu rất vui được gặp anh. Min X cho rằng người phụ nữ này chắc chắn là kẻ giả mạo. Ngay lúc đó, anh nhìn thấy bóng dáng kẻ tấn công, vội vàng đuổi theo. Nhưng khi chạy đến ven đường, anh suýt chút nữa bị xe tông trúng. Tiếng còi xe inh ỏi khiến Min X choáng váng. Khi tỉnh lại thì chứng mù mặt lại tái phát, kẻ tấn công cũng biến mất. Min X đành phải báo cáo sự việc với cảnh sát, yêu cầu họ kiểm tra camera giám sát. Sau khi khai báo xong, anh mới nhớ đến Veronica, vội vàng quay lại tìm kiếm. Lúc này, Gahi xuất hiện trước mặt anh. Min X nói rằng có một người phụ nữ giả mạo Veronica. Min X phớt lờ Gahi, ra lệnh cho cô đi tìm kẻ mạo danh đó, anh muốn vạch trần cô ta. Nói xong, anh liền lấy điện thoại gọi cho Veronica mà mình từng hẹn hò. Thấy vậy, Gahi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, giả làm Veronica nghe điện thoại. Không ngờ, Veronica thật sự cũng đang ở trong nhà vệ sinh, cô ấy đang tức giận vì bị Min X cho là kẻ giả mạo. Cô ấy tình cờ nghe thấy Gahi nói rằng nếu tóm được kẻ mạo danh đó, cô ấy sẽ xé xác cô ta ra. Ngay sau đó, Veronica xuất hiện trước mặt Gahi. Gahi lập tức chột dạ, định xin lỗi Veronica thì Veronica lại tò mò hỏi tại sao Min X lại nhận nhầm người. Đúng lúc này, Min X đang tìm kiếm Gahi, giọng anh vang lên từ bên ngoài nhà vệ sinh. Thấy Gahi không thể nói nên lời, Veronica bèn đích thân ra hỏi Min X. Min X buông một câu rất vui được gặp cô rồi Gahi cũng từ trong đó chạy ra, ghé vào tai Min X chỉ cho anh cách nhận dạng.
Veronica đoán được Minik bị mù mặt, Gahi càng thêm áy náy. Ban đầu, cô chỉ thấy việc này thú vị, nhưng sau đó, khi nhận ra Minik đối xử với Veronica rất dịu dàng và ga lăng, bản thân cô cũng dần chìm đắm vào trò chơi này. Gahi cứ nghĩ Veronica sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ cô ấy lại đưa Gahi đến trung tâm thương mại, mua cho cô những bộ quần áo giống hệt của mình. Cô ấy muốn Gahi tiếp tục đóng giả Veronica để hẹn hò với Minik, còn bản thân Veronica thực ra thích Deju, cô ấy muốn dành một tháng để theo đuổi anh ta. Gahi không đồng ý, cô không muốn lừa dối người khác nữa, nhưng Veronica lại đe dọa cô, nếu cô không đồng ý, một tháng sau Veronica sẽ kết hôn với Minik. Cô ấy nói rằng đây đều là do Gahi gây ra, cô ấy luôn đóng giả Veronica để hẹn hò với Minik, khiến hai bên gia đình hiểu lầm rằng họ rất yêu nhau nên đã ấn định ngày cưới, Gahi cạn lời. Mặt khác, Minik lấy đôi khuyên tai mà anh tìm thấy ở nhà Gahi ra xem, bất ngờ phát hiện đó là hàng giả. Anh rất đau lòng, vội vàng đến trung tâm thương mại mua một đôi khuyên tai thật, sau đó tìm cớ đi theo Gahi về nhà, bí mật để đôi khuyên tai vào phòng vệ sinh. Sau đó, khi nói chuyện với Deju về chuyện này, Deju đã vạch trần rằng anh thích Gahi. Tuy nhiên, Minik một mực phủ nhận, anh nói rằng mình thích Veronica, hơn nữa hai người đã hôn nhau rồi. Deju như sét đánh ngang tai, không thể tin được, bởi vì anh vừa mới đồng ý hẹn hò với Veronica. Deju hoàn toàn bối rối, tưởng rằng Veronica đang bắt cá hai tay. Minik cũng im lặng, anh cũng không hiểu rõ trái tim mình. Anh chắc chắn thích Veronica, nhưng cảm giác tim đập nhanh khi ở bên Gahi là thật. Deju tức giận, yêu cầu anh phải lựa chọn một người, đừng làm tổn thương cả hai. Nghĩ đến lời nói của Deju, lần sau khi ở bên Gahi, Minik cứ nhìn chằm chằm vào cô, đồng thời ngăn cản Gahi dọn dẹp bể cá, bảo để nhân viên chuyên nghiệp làm, lại còn sai bảo Gahi uống cà phê, đừng suốt ngày chỉ lo làm việc. So với ông chủ khó tính trước đây, anh như biến thành một người khác. Cả ngày hôm đó, Minik đều có vẻ bồn chồn, lo lắng. Anh nhận ra mình có chút kỳ lạ, đôi khi muốn ở riêng với Gahi. Anh bất giác tiến lại gần, nâng niu khuôn mặt Gahi. Hai người càng lúc càng gần, Minik bất chợt nhớ đến nụ hôn với Veronica, lý trí lập tức quay trở lại, cả hai đều cảm thấy ngại ngùng. Minik cảm thấy mình thật tồi tệ, sao anh có thể làm chuyện như vậy với Gahi được, rõ ràng anh thích Veronica. Khi Deju hỏi anh rốt cuộc đã chọn ai, câu trả lời của anh là yêu cả hai. Minik cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề, bèn lập tức đặt lịch hẹn với bác sĩ để chụp CT, xem mình có bị bệnh tâm thần hay không, kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy Gahi, Minik cảm thấy vô cùng áy náy. Lần đầu tiên anh nghi ngờ nhân phẩm của mình. Anh đã yêu hai người phụ nữ cùng một lúc, anh cố tình giữ khoảng cách với Gahi, cấm cô tiếp xúc với mình, đồng thời cho cô nghỉ phép một thời gian. Minik cho rằng mình thích Veronica, liền trực tiếp đến tìm cô ấy, hỏi cô ấy có muốn hẹn hò với mình hay không. Kết quả, anh lại chạm mặt Veronica thật sự. Cô ấy vội vàng trốn vào một góc, gọi điện báo cho Gahi. Không còn cách nào khác, Gahi đành phải tiếp tục đóng giả Veronica để đi gặp Minik, còn Veronica thật sự lại giả làm thư ký phục vụ hai người. Sau khi phục vụ xong, cô ấy liền ngồi xuống đối diện, muốn xem hai người sẽ phát triển tiếp như thế nào. Minik cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không suy nghĩ nhiều, quay sang nói chuyện chính sự với Gahi. Anh nói rằng gia đình đang giục anh kết hôn, muốn biết ý kiến của Veronica. Veronica hóng hớt không ngại chuyện lớn, tự ý nói rằng Gahi rất thích Minik, mỗi ngày đều ôm điện thoại chờ anh gọi. Cô ấy thậm chí còn đưa cho họ hai vé xem biểu diễn. Sự việc đã đến nước này, Gahi đành phải thừa nhận rằng cô thật sự thích Minik. Điều bất ngờ là Minik không hề vui vẻ, bởi vì anh lại nghĩ đến thư ký Gahi. Anh vội vàng đứng dậy, lấy cớ tăng ca, giả vờ nhận điện thoại của thư ký rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi, anh hẹn cô ấy mấy hôm nữa đi xem biểu diễn. Trở lại văn phòng, Minik nằm vật ra bàn, đầu óc đầy áp hình bóng của Gahi, nỗi nhớ nhung da diết không thể kìm nén. Minik lại chạy đến nhà Gahi chỉ để được nhìn thấy cô. Đối diện với Gahi, Minik cảm thấy vô cùng phức tạp. Anh không thể kiềm chế được sự quan tâm dành cho cô, nhưng lại cảm thấy mình đang lưỡng lự giữa Veronica và Gahi. Anh rất có lỗi với Gahi. Điều duy nhất anh có thể làm là nhanh chóng xác định tình cảm của mình. Hôm sau, cảnh sát liên lạc với Minik. Họ xác nhận vân tay trên con dao thuộc về tài xế mà Minik thuê. Kẻ muốn ám sát anh chính là gã tài xế này. Minik không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc mình đã ở bên cạnh kẻ muốn cho đăng xuất mình mỗi ngày. Đột nhiên, anh nhớ ra con dao được tìm thấy ở nhà Gahi, có nghĩa là gã tài xế cũng đã đến nhà cô. Minik đứng phát dậy, trách móc cảnh sát không cử người bảo vệ Gahi. Thấy cảnh sát không đáng tin cậy, Minik vội vàng đến nhà Gahi, yêu cầu cô chuyển đến khách sạn ở tạm. Nhưng Gahi còn có một người anh trai bị mù, cô không nỡ bỏ anh lại một mình. Không còn cách nào khác, Minik đành phải lắp đặt camera ở mọi ngóc ngách trong nhà cô. Chớp mắt đã đến ngày hẹn hò với Veronica. Gahi đã chuẩn bị từ sớm, trang điểm và ăn mặc giống hệt Veronica. Cô đến điểm hẹn, nhìn thấy Minik đang đứng đó với một bó hoa trên tay, tràn đầy mong đợi. Gahi lại chùn bước, cô thực sự không muốn gặp lại Minik với thân phận Veronica nữa. Cứ tiếp tục như vậy, hai người sẽ càng lún sâu, mà Minik lại là người ghét bị lừa dối nhất, họ sẽ không có kết quả tốt đẹp. Gahi òa khóc nức nở, tiếc thương cho mối tình dang dở của mình. Khóc xong, cô quyết định thú nhận mọi chuyện với Minik, cho dù cuối cùng bị đuổi đi cũng được. Sắp đến giờ biểu diễn, Veronica cử xe đưa Gahi đến đó. Không ngờ, chiếc xe chở hai người gặp tai nạn. Minik biết chuyện liền lập tức bắt xe đến bệnh viện. Nhưng oái oăm thay,
Gahi ở khoa chấn thương chỉnh hình, còn Veronica ở khoa thần kinh, hai khoa này lại nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Minix đứng chôn chân tại chỗ, anh không biết nên đi về hướng nào, ước gì có thể chia mình làm đôi. Vào thời khắc cần phải đưa ra lựa chọn nhanh chóng, Minix đã xác định được tình cảm của mình. Anh chạy một mạch đến bên Gahi, ôm chầm lấy cô. Người mà Minix thích chính là Gahi, người luôn ở bên cạnh anh. Lý do anh rung động trước Veronica là vì anh nhìn thấy hình bóng của Gahi trong con người cô ấy. Gahi hoàn toàn choáng váng trước biến cố bất ngờ này. Minix hiểu được tâm trạng của cô lúc này chắc chắn đang rất bối rối. Anh không yêu cầu Gahi phải trả lời mình ngay lập tức, mà đưa cô về phòng bệnh, muốn tự tay chăm sóc cô. Cánh tay Gahi bị thương, Minix liền tháo đồng hồ, tự tay giúp cô rửa tay. Bàn tay hai người đan vào nhau, nhẹ nhàng cọ sát. Chỉ là một động tác rửa tay đơn giản nhưng Gahi lại cảm thấy tim mình đập nhanh. Sau khi rửa tay xong, Minix còn vẽ một trái tim lên băng gạc của Gahi. Hai người tình tứ được một lúc thì Minix mới trở về phòng bệnh của mình. Gahi kích động chia sẻ tin vui với Veronica. Anh ấy nói anh ấy không thích Veronica, mà là thích tôi, Gahi. Minix cũng nằm trên giường, phấn khích như một đứa trẻ. Để được ở bên Gahi, anh quyết định nói rõ ràng với Veronica, sau đó sẽ đường đường chính chính ở bên Gahi. Tình cờ thay, Gahi cũng quyết định thú nhận với anh về việc mình đã lừa dối anh. Kết quả, sáng hôm sau, mẹ của Minix hẹn anh chiều nay cùng nhau ăn cơm. Minix nghĩ rằng dù sao cũng đã hẹn Veronica vào buổi tối nên chắc là kịp. Nào ngờ, mẹ của Veronica lại dẫn theo Minix và mẹ anh đến gặp con gái mình. Veronica thật sự hoàn toàn chết lặng. Cô ấy là người duy nhất biết chuyện Gahi đóng giả mình, định nhắn tin báo cho Gahi biết nhưng mẹ cô ấy đã nhanh tay hất văng điện thoại của cô đi. Minix vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số Veronica định giúp cô ấy tìm điện thoại. Veronica lo lắng đến chết đi được, may mà điện thoại không có chuông. Lúc này, Gahi đang bận rộn làm việc, điện thoại của Veronica cũng không đổ chuông. Cô ấy giải thích rằng mình đang để chế độ im lặng, nhưng mẹ cô ấy lại vạch trần, gọi điện thoại cho cô ấy ngay trước mặt Minix. Lúc này, Minix cũng phát hiện ra điều bất thường. Số điện thoại của Veronica mà anh lưu hình như khác với số mà mẹ cô ấy vừa gọi. Veronica cười gượng gạo, vội vàng gắp thức ăn cho Minix, cố gắng lái sang chuyện khác, thậm chí còn lấy đậu phộng cho anh, điều này càng khiến Minix thêm nghi ngờ. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, Veronica đã rất lo lắng khi thấy anh ăn đậu phộng, thậm chí còn đưa tay đỡ thức ăn mà anh nôn ra, tại sao bây giờ lại tỏ vẻ không biết gì. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Minix bất chấp nguy cơ bị dị ứng, cố tình ăn đậu phộng trước mặt Veronica, muốn xem phản ứng của cô ấy. Kết quả là Veronica không có bất kỳ phản ứng nào. Minix đã đoán ra, Veronica trước mặt không phải là người đã hẹn hò với anh. Lúc này, anh đã bị dị ứng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Veronica sợ anh xảy ra chuyện nên cũng đi theo. Cô ấy định nói ra sự thật nhưng Minix lại gọi điện thoại cho Veronica giả ngay trước mặt cô ấy. Gahi nhận được điện thoại, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, còn nói rằng mình đã đến công viên giải trí rồi. Veronica muốn giải thích giúp Gahi nhưng Minix không muốn nghe nữa. Anh muốn tự mình đến xem thử Veronica giả này là ai. Hai người gặp mặt, Minix hỏi ra nghi vấn trong lòng. Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhìn thấy hình trái tim mà anh tự tay vẽ trên cánh tay Gahi. Lúc này, anh đã hiểu ra tất cả. Minix cảm thấy hụt hẫng, bất cứ ai lừa dối anh cũng được. Tại sao lại là Gahi, người mà anh tin tưởng nhất? Gahi giải thích rằng ban đầu cô chỉ muốn trêu chọc Minix. Hai chữ trêu chọc như cứa vào tim Minix. Suốt thời gian qua, tâm trạng của anh lên xuống thất thường theo từng hành động của Veronica giả. Chắc hẳn Gahi, người ban ngày làm thư ký, buổi tối lại đóng giả Veronica, cảm thấy rất thú vị. Nói xong, Minix quay lưng bỏ đi, Gahi bật khóc, níu kéo anh. Minix lại vô tình gạt tay cô ra, để lại Gahi đứng đó một mình. Ngày hôm sau, Gahi lấy hết can đảm đến công ty. Ngoài hai chữ xin lỗi, cô không biết phải nói gì hơn, Minix cảm thấy hụt hẫng. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt, không đọc được lòng người, cảm giác này khiến anh phát điên. Gahi là người duy nhất anh tin tưởng, nhưng giờ đây, niềm tin đó đã bị phá vỡ. Minix lạnh lùng nói lời sa thải Gahi. Gahi đã lường trước được kết quả này, nhưng khi nghe chính miệng Minix nói ra, cô vẫn cảm thấy đau lòng tột cùng. Về đến nhà, Gahi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cô nằm vật ra giường, mệt mỏi rã rời. Veronica đến thăm cô, thấy Gahi suy sụp tinh thần, cô ấy không thể làm ngơ được nữa, quyết định giúp Gahi một tay. Cô ấy hẹn Minix ra ngoài, cố tình nói trước mặt anh rằng Gahi cứ nằm trên giường khóc suốt, mắt sưng húp như mắt thỏ. Thấy Minix không có phản ứng gì, Veronica thừa nhận tất cả đều do cô ấy sắp đặt. Thực ra, Gahi đã muốn dừng trò chơi này từ lâu, chính cô ấy đã ép Gahi tiếp tục lừa dối Minix vì cô ấy muốn ở bên Deju. Veronica nói với Minix rằng khi anh tỏ tình với Gahi, Gahi đã thực sự rất vui. Tuy nhiên, Minix không vì những lời này mà tha thứ cho Gahi. Tâm trạng anh cũng không tốt hơn, chỉ biết tìm đến Deju để chút bầu tâm sự. Lần đầu tiên anh thổ lộ căn bệnh của mình với bạn thân. Vì bị mù mặt, anh không thể nhận ra ai, cũng không thể phân biệt được ai là người thật lòng, ai là giả dối. Nỗi đau này có lẽ chỉ những người từng trải qua mới hiểu được. Deju tuy không hiểu cảm giác này, nhưng anh hiểu được cảm giác thích một người. Đã thích thì không có gì là không thể tha thứ. Nghe vậy, Minix lại càng buồn bã, ai cũng khuyên anh tha thứ. Nhưng Gahi, người gây ra tội lỗi, lại không hề gửi cho anh lấy một tin nhắn xin lỗi. Minix ấm ức nằm trên giường, bĩu môi. Hôm sau, khi Gahi đến bệnh viện tháo băng, bất ngờ nhìn thấy Minix đang đi tới.
Cô vui mừng khôn xiết, tưởng rằng anh đến thăm mình. Nhưng không ngờ, khi đi ngang qua cô, Min X lại không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Bởi vì cô không mặc chiếc áo khoác đỏ, Min X không biết cô là ai. Gahi nhìn theo bóng lưng người yêu, nhận ra anh đã gầy đi nhiều, lo lắng không biết anh có thể vượt qua cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai hay không. Gahi cảm thấy hụt hẫng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cô quyết định đi ăn đồ ngọt, đi xem biểu diễn để chuyển hướng sự chú ý, có lẽ dần dần sẽ quên được Min X. Nào ngờ, cô lại bất ngờ phát hiện ra nữ diễn viên trên sân khấu chính là em gái ruột của mình. Gahi vô cùng sửng sốt. Cách đây không lâu, Gahi đã gửi em gái ra nước ngoài, nào ngờ cô bé lại lén lút quay về học diễn xuất. Vấn đề là sau khi trở về, em gái cô không dám về nhà mà trốn biệt tăm. Em gái Gahi giải thích rằng vì đã nói dối nên không dám đối diện với gia đình. Gahi dạy dỗ em gái rằng đã làm sai thì phải dũng cảm đối mặt, trốn tránh chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Nói xong, Gahi chợt nghĩ đến bản thân, cô cũng đang trốn tránh Min X vì đã lừa dối anh. Lúc này, cô như bừng tỉnh. Ngày mai là ngày họp quan trọng của Min X, cô phải ở bên cạnh anh, giúp anh vượt qua khó khăn này. Gahi nói với Min X về ý định của mình, nhưng anh vẫn còn giận, không thèm để ý đến cô. Gahi nói rằng không sao cả, cô sẽ luôn ở bên ngoài, sẵn sàng hỗ trợ khi nào sếp cần. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô sẽ rời đi, coi như là chuộc lỗi cho những sai lầm của mình. Min X phớt lờ Gahi, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Cho đến tối, khi nhìn thấy bàn làm việc của Gahi vẫn còn nguyên mọi thứ, dù không muốn thừa nhận nhưng anh đã mủi lòng. Trời đã khuya thế này, không biết cô ấy có lạnh không? Min X vô thức cầm áo khoác của Gahi chạy ra ngoài. Không thấy Gahi đâu, anh cứ tưởng cô đã bỏ đi, nhưng ngay sau đó, Gahi bất ngờ gọi anh từ phía sau. Min X lấy cớ mình không tìm thấy tài liệu. Gahi lập tức chỉ cho anh biết vị trí. Cuối cùng, Min X cũng phải đầu hàng. Anh kiêu ngạo nói rằng mình vẫn chưa thể tha thứ cho những gì Gahi đã làm, nhưng bây giờ anh bị mù mặt, phải dựa vào Gahi để hoàn thành cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai. Nói xong, anh khoác chiếc áo khoác đỏ lên người Gahi. Gahi rất vui, cô chỉ muốn làm điều gì đó cho Min X, bù đắp lỗi lầm của mình. Sáng hôm sau, Gahi mặc chiếc áo khoác đỏ, đúng giờ xuất hiện tại công ty. Cô ngồi vào bàn làm việc, lén lén nhìn Min X, nhìn thấy nụ cười trên môi anh, Gahi không khỏi xao xuyến. Cô tự nhủ phải tập trung tinh thần, hôm nay cô phải hộ tống Min X. Mỗi khi đến thời khắc quan trọng, Min X lại vô cùng căng thẳng, không khỏi nghi ngờ năng lực của bản thân. Liệu anh có thể đảm đương được vị trí cao với căn bệnh mù mặt nghiêm trọng này hay không? Lúc này, Gahi lại động viên anh, cô nói rằng ai cũng có khuyết điểm, những kẻ muốn lợi dụng bệnh tình của anh để hãm hại anh cũng có khuyết điểm của riêng họ. Min X đang nỗ lực khắc phục khuyết điểm của mình, ghi nhớ đặc điểm của mọi người, về cơ bản đã có thể nhận ra tất cả mọi người trong công ty, vì vậy hoàn toàn đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ cao. Những lời nói của Gahi như liều thuốc trấn an tinh thần cho Min X, anh tự tin bước vào phòng họp. Nào ngờ, người cậu của anh lại giở trò, ông ta đã vô tình biết được căn bệnh của Min X, bèn tìm một nhóm đàn ông mặc quần áo giống hệt nhau, đeo kính, đứng thành một hàng, yêu cầu Min X chỉ ra ai là nhân viên của công ty. Đối mặt với tình huống bất ngờ, Min X liên tục nháy mắt với Gahi đang đứng ngoài cửa sổ. Nhận được tín hiệu, Gahi cố gắng bình tĩnh, phân tích tình hình. Min X nhận dạng người không có vấn đề gì, nhưng vì căn bệnh này, rất có thể sẽ có những thành viên khác trong hội đồng quản trị quay lưng với anh. Cô lập tức gọi điện thoại cho Deju, nhờ anh đến giúp đỡ. Trong phòng họp, tình hình vô cùng căng thẳng, cậu của Min X muốn lợi dụng chứng mù mặt của anh để hạ bệ anh. Một người không thể nhận ra nổi nhân viên của mình thì làm sao có thể lãnh đạo công ty. Vừa dứt lời, Min X đã chính xác nhận ra từng người một. Cậu của anh ta không phục, liền đưa ra hồ sơ bệnh án của Min X, vạch trần căn bệnh mù mặt của anh. Mọi người chờ đợi câu trả lời của Min X. Anh cúi đầu trầm ngâm, nhớ lời Gahi nói, liền thừa nhận bệnh tình của mình, nhưng có khuyết điểm thì sao? Tôi đã dựa vào nỗ lực của bản thân, ghi nhớ đặc điểm của mọi người, có thể nhận ra mọi người một cách chính xác, điều đó càng rèn luyện năng lực của tôi hơn. Và chính vì căn bệnh của mình mà tôi càng cần phải tìm hiểu và lắng nghe tâm tư của nhân viên. Đây mới là người thực sự có để làm chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi nói ra những lời thật lòng, tiếp theo là đến phần bỏ phiếu. Năng lực của Min X đã được mọi người công nhận, nhưng mọi người vẫn còn e ngại về căn bệnh của anh. Cuối cùng, khi giơ tay biểu quyết, Min X ít hơn cậu của anh ta một phiếu. Nhìn thấy kết quả, cậu của Min X vừa mới nở nụ cười chiến thắng thì Deju xuất hiện, anh quyết đoán bỏ phiếu cho Min X. Như vậy, hai người hòa nhau, chỉ có thể rời cuộc bỏ phiếu lại hai ngày sau. Kết thúc cuộc họp, Gahi ôm đồ của mình, tạm biệt Min X. Trước khi đi, cô nói rất nhiều, có lời cảm ơn, có lời xin lỗi, có lời dặn dò, dường như đang chờ Min X giữ cô lại. Min X đứng yên tại chỗ, cuối cùng chỉ nói một câu, cảm ơn Gahi đã giúp đỡ ngày hôm nay. Không nghe thấy câu nói mà mình mong muốn, Gahi ôm thùng đồ rời đi trong tiếc nuối. Gahi rời đi, Min X buồn bã trong lòng, chỉ biết rủ Deju đi uống rượu giải sầu. Tuy nhiên, lúc này Deju đang hẹn hò với Veronica. Veronica giận dữ giật lấy điện thoại, nói với Min X rằng Gahi chiều nay sẽ đến nhà hát, nếu anh rảnh rỗi thì có thể đến tìm Gahi, đừng đến làm phiền hai người nữa. Nói xong, cô ấy liền cúp máy. Mặc dù ngoài miệng chối bỏ nhưng cơ thể Min X lại rất thành thật. Anh đã sớm chạy đến nhà hát để chờ Gahi. Nào ngờ, khi Gahi đi vào, bên cạnh cô lại có một người đàn ông khác, hai người tay trong tay rất tình tứ. Vì không nhìn rõ mặt nên Min X không hề biết người đàn ông đó chính là anh trai của Gahi. Thấy hai người có vẻ rất thân mật, khi thì thầm to nhỏ, khi lại nắm tay nhau, Min X lại càng thêm buồn bã.
Gahi luôn đi giày bệt, hôm nay để đi cùng người đàn ông này, cô ấy lại còn đi giày cao gót. Min Ik luôn âm thầm theo sau hai người, đi đến tận tiệm hoa. Anh lại nhìn thấy cảnh Gahi chăm sóc anh trai vô cùng chu đáo, Min Ik càng nhìn càng thấy khó chịu. Cuối cùng, anh đến một nhà hàng đặt bàn, gọi điện thoại cho Gahi, bảo cô đến đó. Gahi định từ chối thì Min Ik đã đoán được cô muốn nói gì, bèn ra lệnh cho cô phải đến đó, anh sẽ ngồi đợi đến khi nào cô đến thì thôi. Gahi không chút do dự, giao anh trai cho em gái chăm sóc rồi chạy đến chỗ hẹn. Min Ik đã đợi rất lâu, anh nghĩ rằng Gahi sẽ không đến nữa, nhưng ngay khi anh chuẩn bị rời đi thì bóng dáng quen thuộc đó cuối cùng cũng xuất hiện, Min Ik lập tức chạy như bay đến. Lúc này, trái tim treo lơ lửng của anh mới hạ xuống, anh đã hiểu ra, cho dù có đuổi Gahi đi thì anh cũng không thể quên được cô. So với việc giành được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, việc Gahi không ở bên anh còn khiến anh khó chịu hơn. Sau khi nói ra lòng mình, Min Ik bày tỏ tình cảm với Gahi. Gahi rưng rưng nước mắt, cô không dám tin vào tai mình. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô cứ ngỡ Min Ik sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Min Ik ga lăng kéo ghế cho Gahi, rót loại rượu vang trị giá hàng triệu won. Đây đều là những đãi ngộ mà cô chỉ được hưởng khi đóng giả Veronica. Gahi vô cùng cảm động, giới thiệu lại bản thân và gia đình với Min Ik. Lần này, cô sẽ dùng thân phận thật của mình để ở bên Min Ik, không còn lừa dối, không còn che giấu. Cặp đôi chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, chỉ cần nghĩ đến Min Ik là Gahi không thể kìm được nụ cười rạng rỡ. Sáng sớm hôm sau, Min Ik đã đến nhà Gahi, vị sếp đáng kính tự tay cho cô nghỉ phép, còn muốn đưa cô đi hẹn hò. Gahi vui mừng khôn xiết, đây là lần đầu tiên họ hẹn hò, cô phải ăn mặc thật xinh đẹp. Min Ik lái xe đến đón bạn gái, nhìn thấy Gahi, anh chủ động mở cửa xe cho cô. Hai người đang tình tứ thì anh trai và em gái của Gahi xuất hiện. Anh trai cô ngoài miệng nói không muốn làm kỳ đà cản mũi, nhưng lại bóng gió, chân tay lành lặn như vậy mà lại lái xe, còn tôi, người mù lòa này thì phải đi bộ. Min Ik hiểu ý, liền mời hai người lên xe. Cuộc hẹn hò lãng mạn của hai người bỗng chốc biến thành chuyến đi ồn ào của bốn người. Gahi nhân lúc mọi người không chú ý, kéo Min Ik bỏ chạy. Chạy được một đoạn, giày của cô bị rơi trên bãi cát. Min Ik nhặt giúp cô, để Gahi vịn vai mình, còn anh thì ngồi xổm xuống giúp cô xỏ giày. Hai người mải mê một lúc thì bị anh trai bắt gặp, kế hoạch trốn thoát của đôi tình nhân thất bại. Ngay cả buổi tối đi ngủ, bốn người cũng phải nằm chung một phòng. Min Ik trằn trọc không ngủ được, ngồi dậy nhìn Gahi. Dù không thể hẹn hò riêng với người yêu nhưng Min Ik cảm thấy như vậy cũng rất ấm áp, anh một mình đi ra ngoài. Gahi sau đó cũng tỉnh giấc, cuối cùng hai người cũng có được khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi. Min Ik kể rằng mỗi khi tiếp xúc cơ thể với Gahi, huyết áp của anh lại tăng cao, anh có thể nhìn thấy mặt người trở lại. Gahi lập tức hiểu ý, dù có chút ngại ngùng nhưng trong lòng cô vẫn rất mong chờ. Hai người chậm rãi tiến lại gần nhau, sau đó ôm chặt lấy nhau. Gahi muốn biết liệu người yêu có nhìn thấy mình hay không, nhưng Min Ik lại nói có lẽ chưa đủ thân mật, huyết áp chưa đạt tiêu chuẩn. Nghĩ đến việc sắp tới sẽ có những hành động thân mật hơn, tim Gahi đập thình thịch. Kết quả, Min Ik chỉ vòng tay qua vai cô trêu chọc. Lần này đến lượt Gahi hờn dỗi. Sau khi nắm tay, ôm ấp, lẽ ra phải là nụ hôn, nhưng Min Ik chỉ ôm lấy cô. Nghe vậy, Min Ik xoay người Gahi đối diện với mình, hai tay nâng niu khuôn mặt cô, dịu dàng hôn lên môi cô. Nếu lúc này anh mở mắt ra, có lẽ anh đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của Gahi. Nhưng khoảnh khắc này, anh không muốn mở mắt, bởi vì dù có nhìn thấy hay không thì Gahi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Chuyện tình ngọt ngào của ông chủ và cô thư ký bắt đầu. Tuy nhiên, một sự việc lớn đã xảy ra tại công ty. Kẻ đeo mặt nạ từng tấn công Min Ik đã chủ động đến xin lỗi anh, sau đó ra đầu thú, nhận hết mọi tội lỗi về mình. Và kẻ đứng sau giật dây hắn ta lại chính là thư ký Lee. Sáng sớm hôm sau, Gahi đi làm như thường lệ. Vừa vào công ty đã bị Min Ik gọi vào văn phòng. Anh đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cô, nghĩ rằng không thể ăn ở ngoài thì lén ăn cũng được. Nào ngờ, Gahi là người rất nguyên tắc, đã nói không ăn là không ăn. Min Ik lo lắng cho bạn gái, âm thầm quyết tâm. Anh ta đã thỏa thuận với người chú của mình, chỉ cần ông ta tha cho những nhân viên này, anh sẽ từ bỏ việc tranh giành chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là một sự cám dỗ quá lớn đối với chú của Min Ik, ông ta lập tức đồng ý. Chẳng bao lâu sau, công ty đã ký lại hợp đồng với những nhân viên này, bồi thường đầy đủ mọi thiệt hại. Cuối cùng, Gahi và những người khác cũng có thể ăn uống đàng hoàng. Min Ik đích thân thông báo tin vui này cho họ, mọi người vui mừng reo hò. Gahi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Min Ik. Có một người bạn trai luôn quan tâm đến mình như vậy thật hạnh phúc. Cô còn không ngần ngại ôm chặt lấy bạn trai trước mặt các thư ký khác. Gahi vui vẻ ăn uống, hai người tình tứ ngọt ngào. Chú của Min Ik xuất hiện không đúng lúc, cảm ơn Min Ik đã rút lui, để chức chủ tịch hội đồng quản trị thuộc về tay ông ta. Lúc này, Gahi mới biết sự thật, cô hoàn toàn mất hứng ăn uống, quát lớn vào mặt Min Ik, cô không muốn anh hy sinh vì mình. Min Ik rút lui, người chú của anh ta đắc ý vênh váo, như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng ông ta đã giành được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên, thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Tất nhiên, Min Ik không thể nào giao công ty cho kẻ tiểu nhân này được. Anh đã bỏ phiếu cho người bạn thân Deju. Thực ra, anh đã lên kế hoạch cho tất cả từ trước. Anh bị mù mặt, thật sự cũng không muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị. Deju tốt bụng, năng lực lại được mọi người công nhận là ứng cử viên sáng giá nhất. Gahi vẫn không vui, Min Ik kiên nhẫn dỗ dành bạn gái, nói rằng sau này công việc bớt bận rộn, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để hẹn hò với cô. Nghĩ vậy cũng thấy là một lựa chọn không tồi. Nhìn Min Ik kiên nhẫn dỗ dành mình,
Gahi không còn giận dỗi nữa. Không lâu sau, Deju nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị cùng Veronica và mọi người tổ chức tiệc mừng. Trong lúc ăn bánh kem, chiếc áo khoác đỏ của Gahi vô tình bị nến đốt cháy. Minix chỉ có thể dựa vào chiếc áo khoác này để nhận ra bạn gái của mình. Hai người đến trung tâm thương mại tìm mua chiếc áo khoác đỏ giống hệt, nhưng cho dù Gahi có mặc áo nào thì Minix cũng không thể nhận ra cô ấy. Minix than thở với bác sĩ khuyên anh nên tìm một vật kỷ niệm khác giữa hai người. Ngoài ra, khi làm chuyện vui vẻ nhất giữa những người yêu nhau, huyết áp sẽ tăng nhanh nhất, lúc đó có thể nhìn thấy mặt người trở lại. Bác sĩ đang nói đến chuyện cầu hôn, nhưng Minix lại hiểu theo nghĩa khác. Trở về nhà, mặt anh đỏ bừng như gáy khỉ, cứ mỗi lần Gahi chạm vào anh là anh lại cảm thấy bồn chồn, trong đầu toàn là những suy nghĩ không nên có. Oai oăm thay, Gahi lại lóng ngóng làm đổ nước lên người anh. Cởi đồ ra đi. Hai chữ cởi đồ cứ văng vẳng bên tai Minix. Vì Gahi đã bảo anh cởi đồ, anh liền vâng lời cô, từng bước ép cô lên giường. Sau đó, Minix quyết định cầu hôn Gahi. Anh ném chiếc nhẫn cho cô, bảo cô hãy suy nghĩ kỹ càng, nếu một ngày nào đó đồng ý lời cầu hôn của anh thì hãy đeo chiếc nhẫn vào. Sáng hôm sau đến công ty, Minix đặc biệt chú ý đến ngón tay của Gahi. Thấy cô không đeo nhẫn, anh không khỏi thất vọng. Dù buồn bã vô cùng, nhưng Minix vẫn đặt bàn ở nhà hàng, muốn tạo bất ngờ lãng mạn cho bạn gái. Kết quả, Minix lại vô tình bị nhốt trong thang máy. Trong thang máy không có tín hiệu, Gahi vẫn đang đợi anh ở nhà hàng. Minix vô cùng lo lắng. Rất lâu sau, đội cứu hộ mới đến. Khi Minix được giải cứu, anh bỗng nhiên phát hiện ra mình lại có thể nhìn thấy khuôn mặt mọi người. Anh không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu, liền lập tức gọi điện cho Gahi. Tình cờ thay, Gahi cũng vì không đợi được bạn trai nên đã quay lại công ty tìm anh. Hai người hẹn gặp nhau trên sân thượng. Minix chạy lên đó với tốc độ nhanh nhất, anh chỉ muốn nắm bắt cơ hội này, mau chóng được nhìn thấy người phụ nữ mình yêu. Khi nhìn thấy Gahi, anh đã hôn lên trán. Anh muốn khắc ghi hình ảnh của Gahi vào trong tim. Dù cho thời gian anh có thể nhìn thấy rất ít ỏi, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ có phép màu xảy ra. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.